Sáng nay, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về tương lai kinh tế Việt Nam trước biến động của thế giới. Đến dự có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại hội nghị, đội ngũ các bộ chủ chốt và giới nghiên cứu thành phố đã được giáo sư Trương Văn Thọ, từng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, hiện là giáo sư danh dự Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, thuyết trình đề tài về tương lai kinh tế Việt Nam trước biến động của thế giới với các nội dung cơ bản là Việt Nam nhìn từ thế giới, biến động trao lưu mới của thế giới là gì, có tác động như thế nào, Việt Nam hôm nay và nhìn về năm 2025, chiến lược chính sách để có một nền kinh tế vững chắc và phát triển, Đà Nẵng hướng đến thành phố lý tưởng. Theo chuyên đề trao đổi tại hội nghị, hướng đến năm 2045, Việt Nam xây dựng nền kinh tế vững mạnh, tự chủ, đổi mới sáng tạo và đổi mới mô hình tăng trưởng, trở thành nước tiên tiến thu nhập cao. Với Đà Nẵng, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều lợi thế, nỗ lực xây dựng thành phố lý tưởng, thành phố mẫu mực của an toàn, an tâm, đi đầu trong cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo, văn hóa thân thiện với con người, môi trường. Tại hội nghị cũng đã giới thiệu cuốn sách Kinh tế Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ 1955-1973, nhà xuất bản Đà Nẵng và Fanbook 2022 là quyển sách mới nhất của giáo sư Trương Văn Thọ được dư luận nhất là giới nghiên cứu trong nước đặc biệt quan tâm.